Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vợ khôn, hiền thuận chiều thuận đến, uốn tiểu công danh học giỏi, còn hơn rằng không biết đường tu lo à. Ôi trời ơi, đừng tấm mã ra ngoài đường đầy người đó. Nhớ chưa? Liệu về lo tiên cung tiên thánh, dâng sám tạ cửa ông, thì ắt hẳn gia đình ấm êm mà được hạnh. Vợ chồng, con cái, gia đình thuận hòa, tiền bạc mà rủng rỉnh, làm 10 mà giữ được 7, 8, còn hơn làm 10 ông cho ra 7. Làm 3 ra 7 đấy. Làm 3 ra 7 là chỉ có hết thôi. Nhớ chưa anh ạ? Cho cất tối đa tháng 6. May ông không bắt là ngày mai cho hầu ông đấy. Ông cho cất đấy. Xin lộc rơi lộc vãi của ông. Thôi ông chứng đi, ông được ông chứng tâm rồi ông đổ cho nhá. Cái xuân này làm hơn xuân kia, cái ngày này làm hơn ngày kia, ắt hẳn có của cái vật chất. Trên niên bao hàng con lắm cảnh nhì quang hoa bảy vui với phù dung với chế no việc thánh dưới gánh nghiệp trần đường sóng sông hạn hạ ông chế một tôi tuyết nguyệt phong hoa hoa này. Oh.